Kiến Phú Mỹ xin giới thiệu mẫu nhà biệt thự phố mặt tiền 9m, thiết kế 3 tầng 1 tum của gia đình ông Chiến tại Thạch Thất, Hà Nội. Ô đất xây dựng có kích thước 9m x 15m, với diện tích một sàn là 120m2. Công trình được bố trí công năng như sau. Tầng 1 gồm không gian kinh doanh và khu vực vệ sinh. Tầng 2 gồm phòng khách 20,5m2, phòng bếp kết hợp phòng ăn 36m2, phòng ngủ 1,15m2, thông tầng và vệ sinh chung. Tầng 3 gồm phòng ngủ 2 khép kín 15m2 cộng 4m2 vệ sinh, phòng ngủ 3 14m2, phòng ngủ 4 17,5m2, phòng sinh hoạt chung 22m2, vệ sinh chung tầng. Tổng mức đầu tư là 2,7 tỷ, được hoàn thiện thiết kế và thi công năm 2021. Kiến Phú Mỹ luôn tự hào là đơn vị thiết kế, thi công uy tín, chất lượng, với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, thợ thi công lành nghề. Liên hệ ngay hotline 098 1111 838 để được tư vấn thiết kế cho ngôi nhà tương lai của bạn nhé.